Dạ thì bây giờ cũng đang tới giờ mà niệm của anh đó cả nhà. Người nhà cũng đang chuẩn bị tiến hành làm lễ. Thì một cái câu chuyện rất là đáng thương của gia đình đó là anh can người ta, hai người xô xát thì đã xảy ra cái vụ mà thương vong. Anh còn rất là trẻ luôn, 30 mấy 40 tuổi rồi cả nhà. Mình đang làm lễ còn có khoảng hơn 10 phút nữa thôi. Quá xót xa luôn thật sự. Em cũng không tiện quá đứng từ xa nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Khi thành bát nhã ba la, ngài quan từ tại soi ra đến giờ không. Khi ra năm mươi điều không bao nhiêu cò ấm khốn cùng mà đổ qua. Đây sáng lộ tư xét ra không là sắc đo sắc là không đây. Cục không chẳng khác sai không cùng sắc cũng sánh tài dư giao bỏ đổi thành hình hào cùng nhờ sắc ẩn một màu không không bày xa lời thứ nghi đồng không không thương mấy điều không bị thương hình không tăng giảm không cực thân cũng không diệt cũng không thanh pháp đồng. Vậy nên chẳng trái chân không dương không năm mừng cũng không sân cần mắt cũng tay tội lỗi vòng thần sắc thân từ không đến hạng mắt nhìn đó nên không ý vô bên đi chỗ phòng mắt vô bên cũng vậy không mắt già hết chất giả không có gì không khổ khi về chất đắc cũng đã không không xa thành sợ đắc bởi không các vị hồ tát đơn tự thầy rằng tâm bé không còn chút dạy rằng nên không còn chút mừng không sợ gì đảo điện mộng tưởng xa lìa cứ nhiều lọc nhiệt bàn mới đến bên kia bến bờ ba đời chư Phật sầu xưa đắc thành cảnh giác đã nhận huệ đăng chí huệ đăng định vô gần có ra kẹp tiền giấy ra đồ được tôi nói chưa chí huệ đăng định vô gần đại minh vô lương đại thành cao siêu chí huệ đăng định có nhiều thật là thần chú từ tiêu đầu phiền chỉ huệ đăng đập vô biên dẫn đường dạy thoát qua bên văn ngàn liền theo lời chú hiến gần đồng cho năm trang lấy cái hũ dưới dạy những bạc vô cái hũ dưới những bạc có quả xanh một quyền lễ kính nhờ lại hai quyền xứng tán trong dài thế tồn ba quyền phụ phân cung thối nhận như tội trần năm quyền thị thủy bần phân sao quyền thịnh triển pháp lưng đồ đời bảy quyền thịnh phận ở đời tam quyền học phật thì thầy phát minh chín quyền hằng đất chúng sanh mười quyền hội hương phước lành này khắp nơi tụng mà kinh tụng kinh công đức dịp dời xin nó đem hồi hương khắp người gần xa chung nó thành thống với ta bà mau về cột
thịnh kêu nhất. Ma hoa về cõi Phật Di Đà Tây Phương, nguyên về thịnh độ nước nhà. Qua sen chính phẩm là cha mẹ mình, qua phải bộ pháp vô sanh, bắt thôi bộ các bạn lành giữa đường. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạng sanh thần chú quyết định trơn ngôn. Nam mô A Di Đà Bà Đà 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 Di Đô Tăng Tâm Bà Đi A Di Di Đà Đi Ca Đà Đà Đế A Di Di Đà Đi Đà Ca Đế Ta Bà Hà. Nam mô A Di Đà Bà Đà Đà Điệp Giá Đà Di Di Đô Tất Tâm Bà Đi A Di Di Đà Đi Ca Đà Đà Đế A Di Di Đà Đi Ca Đà Đà Và Di Đà Di Và Đà Đà Di Đà Ca Đế Ta Bà Hà. Nam mô A Di Đà Bà Đà Đà Điệp Giá Đà Di Di Đô Tất Tâm Bà Đi A Di Di Đà Đi Ca Đà Đà Đế A Di Di Đà Đi Ca Đà Đà Và Di Đà Thì cái nhà bây giờ cũng đang tới giờ để làm lễ rồi. Đưa nút vào trong một còn rất là trẻ luôn đó trời. Hạn chế bây giờ cảm ha. Giờ những hình ảnh này rất là nhạy cảm á cả nhà, cho nên là em rất là hạn chế khi mà quay trực tiếp vào trong cái thi thể đó cả nhà. Đây là chiếc cửa của anh Út, 40 tuổi, bỏ lại 5 đứa con. Rất là đau lòng luôn, cái vụ việc xảy ra là ngay chỗ này luôn cả nhà. Hiện trường ngay đây luôn. Trên lộ đó người ta cắm nhang rất là nhiều. Dạ. Đây là hôm nằm từ 7 giờ tới gần 2 giờ đó. Dạ. Nằm ở đó từ 7 giờ đến 2 giờ. 2 giờ tối luôn hả? 2 giờ khuya luôn. Ồ, 2 giờ khuya. Anh kêu mấy đứa lại đào đi, kêu thằng ấy rồi đó đây. Anh làm một, con. Một dũng máu đó luôn. Chuẩn bị tới 11 giờ, 11 giờ mình làm. Còn dũng máu đây luôn nè. Nằm mấy tiếng đồng hồ đợi công an vô á. Từ 2 giờ. Ê, từ 7 giờ đến 2 giờ đêm. Có 2 giờ đêm mà công an tỉnh rồi xuống nó làm rồi mới được ấy đem vô nhà rồi đó. Làm không có mặc một mảnh vải nữa. Quá đau lắm. Tại vì nó sao sao không? Tại vì nó đang ngủ nó mà chỉ mặc cái quần đùi thôi. Rồi chạy ra rồi can vậy thằng này nó chém đó là té xuống đây là nằm tại đây luôn không có mặc miếng áo nào hết. Rồi điện ở trần luôn không con hả? Ăn ở trần. Để chị mở điện cái này, cái chị mở cái clip rồi hôm quay cho em coi. Alo em chị ra lấy tiền đó em đưa giùm đi. Chị tính điện Zalo đó. Có cái clip luôn hả? Thôi được đó, để sau. Lại chút xíu đi em coi lại cái clip để chia sẻ thêm về cái vấn đề của anh Út. Ủa giấy 10 ngàn, 20 ngàn, 50 ngàn, hơn nhau dành hết đi con. Cá hả, để cho. Cho để cho.
xe mà chuyển vật tư cát với đá với lại sắt đó nè, đang chuyển đến xe bị lúng rồi nè. Một cái câu chuyện khá là chấn động ở địa phương nơi đây cả nhà. Đây thì gồm có rất là nhiều anh em đến đây để mà chia buồn. Thì trong người ta đang làm tang lễ thì chuẩn bị đóng nắp quan tài cả nhà. Đang ghi bản báo cáo với anh bây giờ đang chuẩn bị đưa cái di ảnh lên như là ghi bản báo cáo thầy mới tặng cũng chưa có xong hết rồi tháng 12 nhóc rồi lấy lộn rồi lấy lộn rồi đây còn 2 ngày nữa, còn 2 ngày nữa. Ngày 3 tháng ngày 2 cuối hai là ngày 21 ngày mai ngày 1 ngày 1 là mới sửa đi chung. Vụ việc xảy ra thì ở sau đang đào ở sau luôn cả. Cặp bên nhà luôn. Ừ.
mấy anh em mỗi người công việc. Có vụ việc của anh Út này xảy ra rất là đau lòng, thì hai người đang quýnh lộn ở ngoài cái cửa, thì anh là người ra can và anh là người bị nạn và tử vong ngay cái cửa nhà mình luôn. Bây giờ là mọi người đang chuẩn bị đào học đó cả nhà. Còn hai ngày nữa thì vậy Út biết ba sẽ chôn cất anh ở chỗ này. Nó cũng mấy anh em mà làm sẵn để chuẩn bị hai ngày nữa thì tới cái ngày đưa tiễn anh đó. Ông cá chung hôm nay nhiêu tuổi rồi? Ông bảy rồi. Tuổi giờ mà muốn gì chưa ông? Bây giờ không nhau mà không vô. Con nghe nói là thường ngày là anh Út rất là hiền, như là không có xích mích với ai hết, chỉ gì muốn ra để can ngăn người ta mà bị ra cái sự việc như vậy. Có đâu luôn. Còn đến đây chia buồn với ông nha. Cố gắng lên nha, ông nha. Cố gắng lên luôn. 85 năm đi, ví dụ. Chị biết khó rồi. Em có con nghe nè, hồi đó tao đi dạy. Anh còn quá trẻ. 87 năm học xuống phạm. Ra ngoài này ông ngồi ông nhìn cái chút con đó là bà ha, ông ha. Chết rồi, chết rồi, 67 tuổi. 67 rồi là mấy năm rồi ông nhìn cái chút đó là ông rồi đó. 68 tuổi. Nào đi ví dụ năm 85 là đi, ông đi ông làm không có xảy ra sự việc, ông không có nhà, không có đi đâu chơi mấy giờ, 7 giờ mà. Ờ, ông đi là sớm chơi hả? Ừ. Chơi cố gắng nha, con chia buồn cùng với ông nha. Con cũng xin chia buồn cùng với ông nha, xin chia buồn nha. Ngoài chơi đi con. Đây này. Đây. Nha. Mình đào đào trạng như thế ta, đào như xong. Xuống lớp nữa mà. Xuống lớp gì? Vụ việc thì mới xảy ra hồi giấc chiều hôm qua cả nhà. Bữa nay đang tiến hành đào học đó. Quá đau lòng. Quy hả? Nó sao hả? Nói gì ảnh thì mới được đưa lên trên. Cắt
nè, ba ly nước. Dạ. Khá là đông, rất là tội nghiệp khi mà anh là trụ cột chính trong gia đình, lại nuôi cha già 77 tuổi và bỏ lại một người vợ với lại 5 đứa con, ba người con trai, hai người con gái, còn rất là nhỏ luôn cả nhà. Và anh cũng còn rất là trẻ, mới 40 tuổi. Thông qua video này em cũng rất là cảm ơn. Và em muốn chia sẻ để có thật là nhiều mạnh thường quân cùng chung tay góp sức để giúp đỡ cho gia đình. Thì đến đây em cũng tạm xin phép video tại đây. Thì cũng rất là mong sẽ gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Xin chào.